Nhiều người vẫn nghĩ là mua được một suất nhà ở xã hội là may mắn vì nhà ở xã hội sẽ rẻ hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Nhà ở xã hội lại nhận được nhiều ưu đãi của nhà nước như giảm thuế, miễn tiền sử dụng đất, v.v. Thế nhưng trên thị trường lúc này lại đang xuất hiện không ít dự án nhà ở thương mại còn rẻ hơn cả nhà ở xã hội. Vì sao lại như vậy? Phóng sự sau sẽ phần nào lý giải. Tại quận Hà Đông, Hà Nội, một dự án chung cư thương mại đang được chào bán ở mức 9,5 triệu đồng một mét. Còn cách đó vài trăm mét, một dự án nhà ở xã hội cũng đang chào bán, nhưng ở mức 11,3 triệu đồng một mét chưa bao gồm thuế. Điều này đã khiến nhiều người có ý định mua nhà ở xã hội chuyển sang mua nhà ở thương mại, vì nhà ở thương mại giá rẻ hơn, lại không bị ràng buộc bởi các thủ tục chuyển nhượng. Nhà xã hội cũng được hỗ trợ một số cái chính sách như về thuế rồi, về cơ chế nọ cơ chế kia, nhưng mà tôi thấy nó vẫn là cao so với mức thu nhập chúng tôi. Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng sở dĩ có chuyện giá nhà ở xã hội có những nơi cao hơn nhà ở thương mại là do thị trường bất động sản cạnh tranh khốc liệt. Nhiều dự án thương mại đã chấp nhận không có lãi, trong khi đó thì tại nhiều dự án nhà ở xã hội vẫn cứng nhắc tính toán ở mức lợi nhuận 10%, chưa thích nghi với biến động của thị trường. Sự thực nhà ở xã hội hiện nay là chúng ta vẫn dựa vào cơ chế duyệt giá của cơ quan quản lý. Hay nói cách khác là tính đủ đầu ra đầu vào rồi vân vân đủ thứ chuyện giống như cái thời kỳ bao cấp mà nhà nước duyệt giá. Thế chính vì vậy mà bao giờ giá của nhà ở xã hội được duyệt do các cơ quan quản lý nhà nước duyệt thì bao giờ cũng có xu hướng là cao hơn. Tại thời điểm này thì chúng tôi được biết là cái nguồn tín dụng đấy hiện nay nhà nước đang chưa thu xếp được cho các dự án nhà ở xã hội vay, thì các chủ dự án khi vào họ sẽ lại phải sử dụng bằng nguồn vốn do họ đầu tư hoặc họ đi vay thì lãi suất thương mại bình thường, thì và lại chịu các cái chế tài khác về các cái chi phí và giá thành như tôi vừa nói, thì chắc chắn là họ sẽ không thể làm được. Cũng theo các chuyên gia bất động sản thì một trong những nguyên nhân khiến nhà ở xã hội không còn hấp dẫn, thậm chí nhiều dự án còn ế ẩm không có người mua, là do gói vay ưu đãi lãi suất 30.000 tỷ sẽ dừng vào cuối năm nay và chưa có gói vay ưu đãi nào thay thế. Và nếu không có gói vay hỗ trợ thì người thu nhập thấp sẽ không dám mua vì không chịu nổi lãi suất vay thương mại thông thường, nhất là khi thời gian vay dài mà lãi suất lại thả nổi theo thị trường.